Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi thời sự 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa được cập nhật từ tình hình mưa lũ diễn ra ở các tỉnh miền Bắc nước ta. Thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên trong đêm ngày 12 tháng 9, xã Hợp Thành, Mỹ Đức là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề khi hàng tỷ đồng của người dân mất trắng chỉ sau ít giờ đồng hồ, nước lũ tràn vào các thôn xóm. Nước lũ dâng cao ở ngoại thành Hà Nội, hàng tỷ đồng của người dân mất trắng chỉ sau vài giờ. Khoảng 11 giờ trưa ngày 12 tháng 9, nước lũ dâng cao bất ngờ tràn vào thôn Phú Hiền, hợp thành Mỹ Đức, khiến cho người dân nơi đây không kịp trở tay. Anh Nguyễn Văn Việt đứng hình bàng hoàng khi cả tỷ đồng đang nằm dưới ao không cánh mà bay. Trước đó, địa phương đã ra hàng loạt thông báo về cơn bão số 3, cùng với đó là lưu lượng nước tăng cao có thể gây thiệt hại nặng nề đến khu vực. Nhận thấy tính nghiêm trọng, anh Việt cùng nhiều hộ dân nơi đây dùng lưới đắp bờ quầy ao, nhưng đến hiện tại tất cả vẫn đều mất trắng. Ao nhà anh Việt, diện tích 50 mẫu, với vốn đầu tư gần 1,2 tỷ đồng, dự định đến tháng 10 sẽ quây lưới, kéo cá lên, đưa ra thị trường. Năm nay gia đình anh sẽ thu lãi khoảng 200 triệu đồng tiền cá. Thế nhưng tiền chưa thể đâu mà tất cả đã mất trắng chỉ sau ít giờ đồng hồ. Nhìn về khoảng nước mênh mông đã cuốn bay hàng tỷ đồng của gia đình, anh Việt cay đắng nói. Đành chịu thôi chứ biết làm sao được, giờ muốn khóc cũng không khóc nổi. Làm cả năm chỉ trông đợi một vụ mà thiên tai đã cuốn đi tất cả chúng tôi mất một năm thì phải 5 năm sau mới khôi phục được. Đã 4 ngày chưa một giấc ngủ trọn vẹn, ông Quân ở thôn Vài, xã Hợp Thành, lò nấm nớp lũ về quét mất 20 tấn cá tại ao của gia đình. Dù lo, dù đã lên nhiều phương án phòng tránh, thế nhưng tất cả vẫn trôi theo dòng nước. 21 giờ đêm, ông Quân cùng cậu con trai và người cháu vẫn dùng lưới quay vớt những con cá còn sót tại phía ngoài rìa ao. Theo ông, cứu được ít cá nào hay ít nấy? Ông Quân xót xa nói, cần 1 tỷ đồng đầu tư của gia đình, cứ thế mà theo dòng nước trôi đi. Cả ngày nay, anh Nguyễn Thanh Hải không ăn không ngủ được vì tiếc của. Dù đêm muộn, nhà ngập, nhưng anh vẫn kéo theo chiếc thuyền, tiến vào khu vực ngập để đi vào phía sâu khu vực ao ngập, răng thêm lưới với hy vọng còn lại một chút cá. Anh Hải nghẹn lời, nhà tôi có khoảng 10 tấn cá, ước tính khoảng 600 triệu, thế nhưng giờ mất hết rồi. Đó là những gì người dân nơi đây đang nói về trận lũ năm nay. Bất ngờ quá, không kịp trở tay người tính không bằng trời tính. Nước lũ dâng cao khiến điện nơi đây mất toàn bộ. Một số hộ dân kinh doanh đồ đông lạnh cũng phải căng mình chuyển đi ngay trong đêm tránh thiệt hại về tài sản. Bầu trời hợp thành tối đen như mực sau khi mất điện. Nước lũ lên khiến cuộc sống của người dân nơi đây trở nên đảo lộn. Tại điểm chốt chặn, lực lượng chức năng túc trực 24 trên 24 tránh trường hợp người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mỹ Đức, tính đến 19 giờ ngày 12 tháng 9, do ảnh hưởng của bão lũ nên nước các sông hồ trên địa bàn dâng cao. 1.549 hộ dân bị nước tràn vào nhà. Huyện Mỹ Đức đã di rời 986 hộ dân trong vùng trũng, nhà bị ngập đến nơi an toàn. Tình hình tại Thanh Hóa cũng không khá hơn bao nhiêu, bởi gần một tuần này, 100 hộ dân khu phố Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa bị cô lập do lũ. Hàng trăm hộ dân ở Thanh Hóa bị bóm trong nước lũ, dù được cho là sống ở vùng dồn lũ, vì mỗi năm ít nhất người dân Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa cũng phải trải qua vài trận bị ngập lụt. Thế nhưng năm nay, lũ về nhanh quá khiến nhiều gia đình không kịp trở tay. Ông Phạm Văn Thành, thôn Ngọc Bồ không khỏi lo lắng vì cả chục năm nay lại mới thấy cơn lũ lên nhanh và lớn đến như vậy. Ông Thành chia sẻ, người dân Ngọc Bồ đã quen với lũ, mỗi nhà cũng cứ chuẩn bị sẵn cho gia đình một cái thuyền tôn. Mỗi lần nước lên đến đâu là chạy trâu, chạy bò, đóng bè, đóng mảng tự chạy đến đó. Thế nhưng năm nay lũ về nhanh quá, vẫn chưa chuẩn bị được gì. Thực phẩm sẵn có của gia đình cũng chỉ đáp ứng được khoảng một tuần. Cứ cô lập thế này thì điều chúng tôi lo lắng nhất là thực phẩm và nước sạch không có. Lũ lên, người đàn ông này chỉ kịp đưa vài bộ quần áo, chăn màn lên gác xếp để tránh ngập lụt. Châu bò dù đã cho ra vị trí cao nhất nhưng vẫn bị bõm trong nước. Mấy đêm này, vợ chồng ông Thành không ngủ, thành nhau thức để canh nước. Chị Ngô Thị Linh thở dài lũ lên nhanh và bất ngờ quá, nhiều người dân không kịp mua thực phẩm. Gia đình tôi cũng chỉ còn mấy cân gạo, vài thứ gia vị mắm muối. Người phụ nữ này cho biết, cả gia đình trông chờ vào mấy sao lúa, vậy mà nước ngập hết. Sao lũ không biết sẽ phải mưu sinh thế nào. Đã bước sang ngày thứ năm, nước lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút ở Ngọc Bồ. Trong khu dân cư, nước ao ao đổ ra đường rồi hòa với nước sông Bưởi đang cuồn cuộn chảy xiết. Cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây những ngày qua bị bõm trong nước lũ nhiều gia đình phải dùng thuyền vì nước dâng quá ngực người lớn. Gia đình không có thuyền thì cố thủ một chỗ, chờ vào sự tiếp tế của lực lượng chức năng. Một số hộ dân sử dụng bè nồi kết bằng ván gỗ và can nhựa, cột chặt dựa sân để tập kết tài sản. Tối đầu tiên khi nước lũ lên nhanh, nhiều hộ dân đã không kịp trở tay nên đồ đạc vật dụng trong nhà bị ngâm nước và cuốn ra đường. Nước kéo theo rác đục ngầu, nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao trong và sau lụt. Thượng tá Trịnh Đức Linh, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thành cho biết, Thạch Thành là huyện nằm trong vùng trọng điểm của tỉnh về báo, hiện mức nước sông Bưởi đang ở mức trên báo động 2. Thượng tá Linh cho biết, đối với lực lượng vũ trang, chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các phương án theo đúng kế hoạch đã chuẩn bị trước. Hiện nay, đã huy động 500 dân quân tại chỗ, dân quân cơ động để giúp bà con di rời tài sản, đưa người già trẻ em ra khỏi vùng ngập lụt và canh gác ngăn không cho người, phương tiện khi mất an toàn, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi có tình huống khẩn cấp. Theo Thượng tá Linh, với lực lượng quân sự hiện đang cử cán bộ đến địa bàn trọng điểm nắm bắt tình hình và sẽ kịp thời báo cáo với huyện để xử lý tình huống. Thượng tá Linh cho hay, tâm lý người dân khi ngập nước vẫn không muốn sơ tán mà muốn ở lại giữ tài sản. Tuy nhiên, quan điểm của ban chỉ huy huyện là sẽ cố gắng vận động đưa người dân đến nơi an toàn, tính mạng người dân là trên hết. Lực lượng chức năng sẽ có nhiệm vụ giữ gìn tài sản cho bà con. Ông Vũ Văn Đạt, Bí thư huyện ủy Thạch Thành cho biết, hiện cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo địa phương cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, nước sạch để đảm bảo đời sống cho bà con trong những ngày bị chia cắt. Cũng theo ông Đạt, huyện đã lên phương án khi nước rút sẽ cắt cử lực lượng giúp dân dọn dẹp nhà cửa, xử lý vệ sinh môi trường, đảm bảo cho người dân ổn định cuộc sống sau lũ. Nước sinh hoạt đi đến tận ngõ, đồ ăn truyền đến tận nóc nhà cho bà con vùng lũ. Hàng loạt hộ dân mất điện, mất nước sinh hoạt đã mang sâu chậu ra trước cửa nhà chờ nước miễn phí được đưa đến. Nhiều gia đình đang chịu cảnh ngập lụt ở xã Việt Long, huyện sóc Sơn Hà Nội được phát đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm tận nóc nhà. Nhiều hộ dân sống ở thôn Lương Phúc, thuộc xã Việt Long đã bị mất điện, mất nước sinh hoạt nhiều ngày nay do ảnh hưởng của nước lũ lên cao sau bão số 3. Mặc dù cũng đã được các cấp chính quyền tổ chức thiện nguyện đến hỗ trợ đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm thế nhưng về nước sinh hoạt hầu như vẫn đang thiếu thốn trầm trọng. Sau khi nhận thấy nhiều gia đình, làng xóm và cả gia đình mình bị mất nước sinh hoạt, anh Nguyễn Văn Hiền, thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã xung phong đi xin nước và vận chuyển nước về cho bà con sinh hoạt miễn phí. Bình thường làm nghề lái xe tài, đăng tiện có chiếc xe ba bánh, anh Nguyễn Văn Hiền cũng ở thôn Lương Phúc đã tận dụng mang chiếc xe đi vận chuyển xin nước sạch ở xóm khác về phục vụ miễn phí cho người dân đang bị mất điện, mất nước do ảnh hưởng của nước lũ dâng. Anh Hiền cho biết khi thấy người dân sinh sống ở đây, trong đó có nhà tôi bị mất nước, không có nước sinh hoạt trong gia đình, tôi đã chủ động ra xin nước sinh hoạt ở nơi có nước sạch, vận chuyển về đây để cho mọi người cùng sử dụng. Anh Hiền nói, toàn bộ có 26 hộ dân ở khu vực tôi đang sinh sống bị mất điện, mất nước. Tôi đã đi xin nước mang về cho người dân ở đây sinh hoạt khi mọi người có đủ dùng, tôi mới dừng. Vội vàng mang xô chậu ra chờ chiếc xe ba bánh của anh Hiền vận chuyển nước qua. Bà Nguyễn Thị Thoa, Thôn Hưng Phúc xã Việt Long cho biết, hơn 20 năm rồi, chúng tôi mới thấy trận lụt lớn như thế này. Nước dâng cao lũ tràn vào đê, chúng tôi đã bị cắt điện cắt nước, gần như nước sạch để ăn uống sinh hoạt không hề có. Những ngày gần đây, được chính quyền cũng như các đội thiện nguyện đến hỗ trợ cho nước uống nên cũng đỡ được phần nào. Thế nhưng hầu như nước tắm giặt là tuyệt nhiên không có tí nào. Bà Thoa cho biết, nước uống thì có rồi, nhưng nước sinh hoạt không biết lấy đâu. Trong ngôi nhà tôi đang sinh sống, không chỉ gia đình mình mà còn có các cháu, gia đình anh em ở khu vực ven bị ngập, tập trung hết về đây, không có nước sinh hoạt khổ lắm. Chú Hiền là hàng xóm với nhà tôi. Khi thầy chúng tôi bảo không có nước tắm giặt sinh hoạt, chú ấy đã bảo tôi kiếm cho chú ấy cái bạt mới, rồi chú ấy đi xin nước về cho cả dãy dân khu vực đây này. Theo ghi nhận, nước được anh Hiền bơm đầy vào thùng sau của chiếc xe ba bánh và vận chuyển đến cho bà con những nụ cười, niềm vui trên mặt người dân khi được nhận nước miễn phí ngay trước cửa nhà sau nhiều ngày không có nước sinh hoạt. Ngày 12 tháng 9, nhiều đoàn từ thiện hỗ trợ sau bão lũ cũng đã đến với xã Việt Long. Các chuyến hàng cứu trợ được đoàn thanh niên hỗ trợ tập kết một chỗ. Thông tin từ huyện Sóc Sơn cho biết, hiện tại huyện vẫn bảo đảm nguồn lương thực thực phẩm để hỗ trợ người dân khi cần thiết. Ngoài ra, trong những ngày qua, nhiều tổ chức cá nhân trong huyện và thành phố cũng điện thăm hỏi, động viên và trực tiếp về tặng quà nhân dân liên tục những chuyến hàng nhu yếu phẩm được vận chuyển bằng thuyền vào vùng ngập sâu cho người dân. Nhiều người đã phải đứng trên mái nhà để nhận đồ ăn thức uống do phía dưới đã ngập sâu, không thể di chuyển. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến tình hình bão lũ sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!